chính thức ra mắt dự án Branded Residence Noble Crystal Tây Hồ và 5 dự án cao cấp cùng thương hiệu Noble. Qua sự kiện ra mắt ấn tượng của thương hiệu bất động sản Noble, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ được giải tỏa. Cơn khát nguồn cung chất lượng cao bằng sự xuất hiện của dự án hàng hiệu Branded Residence Noble Crystal Tây Hồ và chuỗi dự án cùng thương hiệu Noble, với điểm chung là các giá trị cốt lõi của bất động sản cao cấp dành cho người dùng cuối. Dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên trên thế giới được quản lý bởi World Hotels, tập trung vào phân khúc bất động sản hàng hiệu Branded Residence Noble, gây ấn tượng mạnh với quan khách khi trình làng 6 bộ sưu tập đầu tiên trong danh mục dự án của mình: Noble Crystal Tây Hồ, Noble Palace Tây Hồ, Noble Crystal Long Biên, Noble Palace Long Biên, Noble Palace Tây Thăng Long và Noble Empire. Đây đều là các dự án bất động sản cao cấp, tọa lạc tại các vị trí đắc địa thuộc khu vực Tây Hồ Tây hoặc Long Biên, Đan Phượng, kết nối chặt chẽ với các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô như trục Nội Bài, Nhật Tân, trục Hồ Tây, Ba Vì và các đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, cùng nhiều giá trị vượt trội về thiết kế, tiện ích, dịch vụ, với mục tiêu cung cấp một giải pháp ưu việt nhất về nhà ở, thỏa mãn nhu cầu sống, hưởng thụ, trải nghiệm riêng tư mang phong cách nghỉ dưỡng tại gia của giới tinh hoa ngay giữa lòng đô thị. Trong đó, đáng chú ý là Noble Crystal Tây Hồ, dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên trên thế giới được quản lý bởi World Hotels, thương hiệu luxury cao cấp nhất của BWH Hotels, một trong 10 chuỗi thương hiệu vận hành lớn nhất hành tinh với hơn 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia. Noble Crystal Tây Hồ, dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên trên thế giới được quản lý bởi World Hotels, BWH Hotels. Tọa lạc tại vị trí chiến lược Tây Hồ Tây, khu đô thị Nam Thăng Long, Noble Crystal Tây Hồ sở hữu những căn Sky Villa phiên bản giới hạn với diện tích cực đại lên tới hơn 600m2 full kính chạm sàn, kịch trần, cùng thiết kế sân vườn và bể bơi ban công lớn nhất khu vực. Đồng thời, các căn Sky Villa còn được nâng tầm bởi không gian nội thất đến từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Gucci, Bosch, Frank, Duravit và các công nghệ lần đầu tiên được áp dụng cho một dự án nhà ở tại Việt Nam như hệ thống điều hòa lọc và cung cấp không khí tươi, tạo mùi hương với kịch bản hương thơm đã được lập trình theo sở thích cá nhân của từng gia chủ, công nghệ Invisible Cooktop và sàn sưởi tại phòng tắm Master, bể bơi cắt nén trong khuôn viên từng căn Sky Villa. Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn độc đáo nhất của dự án là bể bơi vô cực dài và cao nhất Tây Hồ Tây, tuyến phố thương mại trên không đầu tiên của Hà Nội. Bãi biển nhân tạo dài khoảng 500m cùng tổ hợp hơn 50 tiện ích giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng, tạo nên thành phố nghỉ dưỡng, Resort City, hiếm có tại Việt Nam. Tôn vinh tính độc bản của nghệ thuật và cảm xúc. Theo ông Jun Sangbi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Noble, thương hiệu mong muốn mang đến cho thị trường những kiệt tác kiến trúc mang dấu ấn riêng, nơi mỗi căn nhà, mỗi không gian đều kể một câu chuyện về đẳng cấp, phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Nói cách khác, Noble là sự hội tụ của bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu phiên bản cao cấp nhất dành cho giới tinh hoa trong nước và quốc tế. Chúng tôi hiểu rằng, những khách hàng của Noble không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà còn là một không gian để khẳng định bản thân, để tận hưởng cuộc sống đỉnh cao. Chính vì vậy, Noble không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến giải pháp toàn diện, nơi từng chi tiết kiến trúc, từng tiện ích đều phản ánh phong cách sống và đẳng cấp của chủ nhân, phát biểu tại sự kiện, ông Jun Sangbi khẳng định. Quan điểm này cũng được nhấn mạnh bởi một đại diện khác của Noble, Phó Tổng Giám đốc Phan Mỹ An. Nhà không chỉ là nơi để ở, mà ở đó có một gia đình để quý vị yêu thương, ở đó có một nơi để quý vị tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Và Noble sẽ gửi đến quý vị cả hai, đó là niềm hạnh phúc, bà Phan Mỹ An, Phó Tổng Giám đốc Noble chia sẻ tại sự kiện. Ông Sario Sewonka, Tổng Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh BWH Hotels khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đơn vị quản lý của dự án Noble Crystal Tây Hồ, đánh giá cao tiềm năng của bất động sản hàng hiệu tại thị trường Việt Nam và những dự án được đầu tư bài bản bởi thương hiệu Noble. Các triết lý và quan điểm phát triển bất động sản cao cấp của Noble được thể hiện tại chính các dự án Noble, thông qua các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc và mãn nhãn người xem nhờ công nghệ trình diễn sân khấu đỉnh cao cùng dàn nhạc giao hưởng với hệ thống LED Panorama kỷ lục, dài 48m. Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Theo đánh giá của các chuyên gia, chiến lược ra mắt vào thời điểm này của Noble, các luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cùng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 với quỹ sản phẩm đa dạng ở cả loại hình thấp tầng và cao tầng. Trong đó nhiều dự án đang được triển khai thi công với tốc độ khẩn trương, sẽ góp phần lớn giải quyết cơn khát nguồn cung chất lượng cao của thị trường Hà Nội. Khi các sắc luật mới sẽ kèm theo các quy định chặt chẽ hơn, mang đến nhiều thay đổi tích cực, minh bạch hóa hơn hoạt động đầu tư và phát triển dự án bất động sản tại Việt Nam. Trong đó, với chính sách mở rộng quyền tiếp cận và cho phép người Việt tại nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam,
thị trường bất động sản sẽ có thêm nguồn cầu lớn từ Việt kiều và người nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc, giúp thúc đẩy đầu tư, du lịch cũng như tăng trưởng nguồn cầu về bất động sản chất lượng cao cấp một cách lành mạnh. Trong bối cảnh này, sự ra mắt của Noble được đánh giá sẽ góp phần không nhỏ trong việc thổi một luồng gió mới vào phân khúc bất động sản hạng sang, với kỳ vọng sẽ tiên phong đón đầu cơ hội xuất khẩu bất động sản Việt ra thế giới, thu hút dòng kiều hối và ngoại tệ đổ về Việt Nam. Dự án Noble Crypto Tây Hồ hiện lên sống động với những màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu LED Panorama dài 48m, mang tới cho khán giả cảm xúc thăng hoa. Một nhớ mùa thu Hà Nội mang đến một Noble Crypto Long Biên thanh lịch, nối dài giấc mơ phố về với phố qua giọng ca đầy nội lực của diva Hồng Nhung. Kiến trúc tinh tế của Noble Palace Long Biên trong màn trình diễn của ca sĩ Bằng Kiều lấy cảm hứng từ kiệt tác đêm đầy sao của danh họa Van Gogh. Qua ca khúc La Vie en Rose do ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ piano Lưu Quang Minh trình diễn đầy xúc cảm, những hình ảnh của dự án Noble Palace Tây Hồ xuất hiện như một đóa hồng với vẻ đẹp kiêu sa, đài các, đan cài với hình ảnh các kiến trúc tuyệt đẹp. Dự án Noble Palace Tây Thăng Long được tái hiện qua vũ điệu flamenco sôi động, đậm dấu ấn Barcelona, một trong các phân khu tiêu biểu của dự án. Noble Empire với màn trình diễn sôi động, đậm chất Frankie của ban nhạc và các vũ công chuyên nghiệp.